rồi đó. Dạ. Bây giờ là người nào có thể tỷ nói rồi muội hỏi được không? Nói đi, hỏi đi. Hiện bây giờ là tấm sát tỷ là ai nói chuyện với muội? Cái phần trăm mà đang nói nè, phải không? Dạ. Rất là đông. Là người tu là không bao giờ bước vào được căn nhà này để dùng khẩu mà nói đâu. Nữ cũng biết mà. Phật, tiên, thánh cùng nhau xuống thế, chỉ mượn cái khẩu trong thời gian ngắn thôi là cuộc biến thiên đã đến. Thì có ai thoát được cái trận đại nạn này hay không? Từ mùa thu cho đến mùa đông. Dạ, rồi để cho em hỏi đi. Hỏi giờ thì cái chuyện thiên cơ diễn biến ra thì trời đất là bây giờ là đâu đâu cũng thấy hết. Người tu và người không tu cũng nhìn thấy được hết, đúng không? Đúng. Nhưng mà bây giờ mình làm như thế nào để mình tu như thế nào để mình thoát được cái kiếp nạn đó, tỷ có thể chia sẻ với mùi được không? Nó đơn giản lắm. Không có gì mà gọi là sâu xa hay cầu kỳ. Là gì? Hướng về cái tâm. Nữ với cái tâm không? Biết chưa? Đúng. Đó là cái tâm. Niệm Phật, ăn chay, làm lành, bố thí, phóng sanh, thương người, giúp người. Đó gọi là chân tu. Như có ai mà giữ được cái tâm bình tĩnh bao giờ? Có lúc cũng phải sân, si, đúng không? Dạ, đúng. Đây là đời mạt pháp, cho nên chuyển hóa lên để mà dai dai chả chả. Ít có ai mà giữ được cái tâm bình tĩnh lắm. Có lúc, dạ đúng rồi, lúc cũng phải sân, đúng không? Dạ, như ta, đúng. Bởi vậy ta nói còn thân người là như vậy đó. Nếu không có vụ sân si thì bây giờ nữ cũng thấy là con giết mẹ, mẹ giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ, bây giờ xảy ra hết rồi đó, đúng không? Dạ, cái đó là theo mỗi biết là cái đó là ta quan quan tương báo nhiều đó, nhiều đúng kiếp có liên quan với nhau, mạng người ta đòi nợ với nhau đó, chuyện chứ không phải là đi đúng. Đi cái hữu hình là nhìn thấy là cha con vợ chồng với nhau, nhưng mà trong nhiều đời kiếp đó là quan quan tương báo đó. Chính xác. Như ta nói một điều duy nhất cuối cùng đây, hãy chuẩn bị hành trang về cõi Phật. Có tu về cõi Phật nghe, không tu về cõi khổ ăn kẹo á. À, đó là lời nói của người này nói đó. Cõi Phật là gì? Khi mà cái hồn xuất gia nó nhẹ nhàng thời thới kinh an trong như nước bích mùa xuân. Còn không tu thì khổ thôi vô cùng, cũng giống như ngoài đời vậy đó. Có tiền thì nữ muốn đi đâu cũng được, muốn ăn gì cũng được, có tiền thì muốn mua gì cũng được, đúng không? Dạ. Còn người nghèo không có tiền muốn ăn cái trái sầu riêng, còn không có tiền ăn, tiền đâu mua sầu riêng ăn, có tiền bỏ ra mua trái sầu riêng dài dạng liền. À, dạ. Cái đó, dạ. Đó cũng như là nói bây giờ là mở quạt hết rồi đó, thì cũng y như vậy đó. Còn thân người thì phải dùng tiền, dùng ngân, mà bằng chân linh á, dùng đất nha, chứ không có dùng ngân nha, dùng cái đất. Dạ. Chứ sao như nữ cũng thấy đời mạt pháp giờ, sao người tu, người không tu. Thế chứ, đó là cái bản lai, cái bản lai của mỗi người. À, chúng ta nói vậy nữ hiểu rồi ha. Thôi giờ phút này cũng cặn kề đến ngày bỏ xác của bá tánh rất đông, ráng cố gắng lên. Làm là chị ơi. Nói. Dạ. Chị là chị có xài Zalo ha, là chị chú xài cái điện thoại gì không? Có thì lướt sống được thẳng bờm, còn không thì khổ lắm nữ họ gió. Đây là lời của người nay đạt được cũng công tu cực khổ ở trần gian, ngài mãn phần được diện tiên Như Lai, nay trở về miền An Giang mà nói. Đi ở Sài Thành cho nên đến ngày giờ đưa xác về để mà phạt gì nữ họ võ biết không? Phạt những người dám bất kính với ai? Đức Phật thầy Tây An bất kính với ngài Ba Thớ, bất kính với Cử Đa và Nguyễn Trung Trực và Quan Công
là vua Tần Thị Hoàng bắt kính chứ. Võ Thị Đồng là vợ của hai cái giỏi và bắt tướng với ai? Sát phàm của nữ họ Lăng đây. À, chị cho em hỏi giờ em cũng không biết là em cũng hay quên hay nhớ là giờ em gọi tỷ là tỷ đi, em ăn được chuyện với tỷ thì em cứ nghĩ là tỷ đi, là tại vì cái xác phàm này còn nói chuyện rồi cứ nói là tỷ nữa rồi. Thì em cứ gọi tỷ là tỷ đi. Bây giờ như tỷ có thể giải thích cho em nghe, bây giờ là em thấy là tin mạng cộng đồng mạng á, có thể giải thích cho em nghe, bây giờ là em thấy là tin mạng cộng đồng mạng á, là em thấy là cái như người này người kia. Theo em sự suy nghĩ của em thì từ đây trở lên này thì sẽ khổ đủ thứ chuyện khổ á, thì đó. Cũng suy nghĩ như vậy. Tại sao mà chúng ta cứ đặt vào dịch tả với là thiếu gạo, là do nơi cái đập tam hiệp của Trung Quốc sẽ dở, nước nó sẽ tràn rất là chợ nhiều nơi. Rồi hỏi nữ. Dở không chị? Dở thật không? Thử hỏi nữ anh văn mà đưa quả tỷ vô cái đập tam hiệp, rồi nữ thấy còn cái đập tam hiệp còn hay không? Nhưng rồi. Mà nếu mà cái đập tam hiệp đó dở đi thì Việt Nam mình cũng không khổ, cũng không làm sao tránh được cơn đại nạn này. Bởi vậy không có, lúc đó là nước rồi lấy gì mà trồng trọt. Bây giờ chúng ta mới nói đói là cái điểm đó. Thôi, tất cả gì cũng nói hết rồi, cuối cùng chỉ khuyên vị Bồ Tát Đại Thừa một chuyện. Buông, hành trang về cõi Phật. Thank you.
sẽ có chiến tranh. Mỹ Thuận bắt cầu núi cấm quá lâu lỗ về mà nay mai. Ngài rất tốt, Ngài rất từ bi, Ngài rất chịu đựng. Ta coi những câu bình luận mà ta rất thương Ngài đó, thương Ngài. Con sông nước chảy dòng cầu. Bài này nghe ha.
làm giá. Hỡi tâm trí bao tầm đau, tầm đắm hiện từ cô thế gian. Khắp trăm ba tâm kề cảnh khổ, đạo đức hiền lành bye.
còn thương người là rất quý. Cho nên phải biết trân trọng cái thân của mình để mình được cao hơn nữa. Là những cái gì? Là mình phải lấy cái lòng từ bi, cái tâm từ bi, khoan dung hỷ xả, phải nhẫn. Mà từ nước Tàu cho đến sang nước Việt luôn. À, bên ông tin về đỡ cái tháng 8 với tháng 10 đi. Rồi lúc đó mà biết đây là nói dốc hay là nói thiệt nha. Một căn nhà của nữ họ Lăng này là tối cao của nước Tàu, tối cao của nước Việt. Những cái phần căn nào mà nói gắt gao, đó là người bên Tàu đó, một vị vua của người bên Tàu gọi là Lương Võ Đế đó. Còn những phần căn ta đang nói tiếng dịu dàng đấy chính là người miền Nam nước Việt. Nếu như các vị ở An Giang muốn nghe những lời của người xưa trở lại, lúc qua dùng tàu